Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món mứt Tết nữa. Đó là mình sẽ làm mứt cà rốt sợi. Ở đây để chuẩn bị làm món mứt cà rốt sợi thì nguyên liệu mình cần chuẩn bị đó là mình làm 2 củ cà rốt khoảng 300g, khoảng 150g đường và 1 hoặc đến 2 ống vani, nước vôi trong hoặc là nước gạo, một chút phèn chua khoảng 3-5g. Bây giờ công đoạn đầu tiên đó là mình đã mua cà rốt. Mình sẽ lựa những cái củ cà rốt mà nó đều và cái màu nó đẹp như thế này. Mình đã gọt sẵn. Bây giờ thì mình sẽ thái thành từng cái sợi cà rốt. Mình chuẩn bị một thau nước. Mình cho vào khoảng 2 muỗng muối để mình khử cái mùi hăng của cà rốt. Vậy là mình đã cắt xong cái cà rốt của mình thành những cái sợi như này. Các bạn cắt hơi to một chút xíu vì khi mà mình làm mình xên mứt xong thì cái cà rốt của mình nó sẽ hóp lại, nó teo lại nữa, nên là mình cắt hơi to như này một chút xíu nữa là vừa nhé. Mình sẽ rửa lại thật là sạch, rửa khoảng 3-4 nước cho nó sạch hẳn cái nước muối này đi. Đây, mình làm này cho nó cái cà rốt của mình nó ra hết cái hàng đi rồi mình rửa lại 3-4 nước cho nó sạch cái nước muối nhé. Sau khi mình rửa lại thật là sạch với cái nước cho sạch cái nước muối thì bây giờ thì các bạn có thể ngâm bằng nước vôi trong hoặc là ngâm bằng nước vo gạo đều được nhé. Ở đây thì mình sẽ ngâm bằng nước bột gạo. Nước vo gạo thì các bạn ngâm đặc một chút xíu, mình cho khoảng 2 muỗng bột gạo vào và mình sẽ ngâm. Mình ngâm khoảng từ 4 đến 6 tiếng. Đây mình ngâm đây khoảng 4 đến 6 tiếng rồi mình quay lại mình làm tiếp nhé. Sau khi mình ngâm khoai lang cà rốt của mình được khoảng 6 tiếng thì bây giờ mình sẽ bắc lên bếp một nồi nước như thế này. Mình cho vào khoảng 3 đến 5 gram phèn nhé. Mình cho nước của mình sôi lên và phèn nó tan ra. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi rửa lại thật là sạch cái cà rốt mà mình ngâm với cái nước vo nước gạo. Sau khi mình rửa thật là sạch, mình trần qua cái nước phèn và mình rửa thật sạch lại 5 nước thì bây giờ mình sẽ mang đi mình ướp đường nhé. Mình sẽ ướp đường trong vòng khoảng từ 4 đến 6 tiếng cho cái đường của mình nó tan hết ra thì mình sẽ mang đi xên mứt.
Đây các bạn, sau khi mà mình ướp cái cà rốt của mình được khoảng 6 tiếng thì bây giờ cái cà rốt của mình nó đã tan hết đường như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho vào mình xên thôi nhé. Trong khi mình xên mứt thì mình sẽ cho vào một ống vani để cho cái mứt của mình nó được thơm nhé. Bắt đầu cái mứt của mình nó hết cái nước và nó sệt sệt lại một chút thì mình bắt đầu mình cho giảm lửa lại thật là nhỏ nhé, và mình đảo thật là đều tay. Đây các bạn ơi, vậy là mình đã áp xem xong cái mứt cà rốt sợi của mình rồi này. Các bạn thấy không? Khi mà mình là thái á, mình có nói các bạn là mình sẽ để cái sợi cà rốt nó hơi vừa to một chút. Thì khi mà mình đây, mình xên lên thì cái sợi mứt của mình nó rất là đẹp, nó vừa. Mà ở trong thì đây này, nó đang nóng. Ở trong thì nó rất là dẻo luôn. Đấy, ở trong nó dẻo mà màu rất là đẹp. Nên là các bạn là mình cắt lúc đang còn sống á, mình cắt nó hơi hơi lớn một chút thì đến khi mình xên lên nó sẽ vừa. Còn nếu mà mình cắt nhỏ quá thì cái cà rốt mứt của mình nó sẽ bị khô và nó sẽ không còn dẻo và ngon nữa.
Vậy mình xin kết thúc cái video làm mất cả rốt sợi của mình tại đây. Các bạn nếu yêu thích cái video của mình thì mình mời các bạn đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì mình mời các bạn nhấn like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé.